Trân trọng kính chào quý tổ con yêu dấu của Chúa trong Hội Thánh. Thật rất là ngọt ngào và quý báu khi sáng hôm nay chúng ta cùng tề tựu với nhau nơi đền thánh của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Và chúng ta cũng đã hòa lòng với các ban hát, cũng như chính chúng ta đã cùng cất cao tiếng hát để chúc tôn danh thánh của Chúa, là Đấng đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và ban ơn trên mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Mỗi khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta được thêm ơn, sức mới để chúng ta có thể tiếp tục sống một tuần lễ mới nữa giữa thế gian tối tăm này để làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Kính thưa quý tôi con yêu dấu của Chúa, Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm và cũng là Chủ nhật truyền giáo của Thánh Chung trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu ở lại với các môn đệ của Ngài 40 ngày để chứng tỏ cho các môn đệ của Chúa biết rằng Ngài thực sự đã sống lại. Rồi Ngài căn dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi nhận lấy quyền phép từ trên cao. Sau đó tại trên đỉnh núi Olive, Chúa Giêsu đã thăng thiên và các môn đệ của Chúa họ đã trở về một phòng cao như Công vụ đoạn 1 câu 14. Tại nơi đó họ đồng một lòng, hiệp một ý với nhau để cầu nguyện, chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm như chính Chúa Cứu Thế Giêsu đã hứa. Và đúng 10 ngày sau, vào ngày lễ ngũ tuần theo Công vụ đoạn 2, thì Đức Thánh Linh đã giáng lâm trên Hội Thánh của Ngài, khai sinh Hội Thánh. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh để khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Các sứ đồ, các môn đồ họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao để ra đi công bố phúc âm, đưa dắt nhiều người đến với Chúa. Và cảm ơn Chúa, ngay trong ngày lễ ngũ tuần, Kinh Thánh cho chúng ta biết có độ khoảng 3.000 người tin Chúa sau bài giảng đầy dẫy quyền năng ân tứ Thánh Linh của sứ đồ Phi-e-rơ. Và hội thánh đầu tiên cứ mỗi ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng thêm lên, rất đông người theo Chúa. Hội thánh phát triển một cách kỳ diệu, lạ lùng bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, và các sứ đồ đã chu toàn trách nhiệm truyền giáo một cách tốt đẹp theo như nhiệm mạng trọng yếu mà Chúa đã truyền rao cho các sứ đồ phải thực hiện. Cảm ơn Chúa, ban truyền giáo của Thánh Chúa tại đây cũng đã hết lòng để cùng với các con dân của Chúa nỗ lực trong công tác truyền giáo. Tuy kết quả có khiêm nhường, nhưng đây cả là một nỗ lực nhờ cậy ơn và quyền của Thánh Linh để có thể dìu dắt những người chưa biết Chúa đến với Ngài. Và trong suốt tháng 6 này, bắt đầu sáng Chủ nhật hôm nay cho đến hết tháng 6, thì chúng ta sẽ hướng về công tác truyền giáo của Hội Thánh qua những bài giảng của các tôi tớ của Ngài. Và mong rằng quý tôi con của Chúa, ai nấy trong chúng ta sẽ được khích lệ nhiều để mỗi một người trong chúng ta cùng đứng chung với nhau, hợp tác với ban truyền giáo để nỗ lực truyền giảng tin lành, đưa những người chưa biết Chúa đến với Chúa để được cứu. Bởi vì mỗi tín nhân, tức là người tin, phải là một chứng nhân. Vì Chúa cứu chúng ta, Ngài muốn sử dụng đời sống của chúng ta để đem ơn cứu rỗi đến cho người khác. Và cũng trong tinh thần này, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em một đề tài rất là quen thuộc, nhưng mà sau khi suy nghĩ, tôi thấy nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì mỗi tín hữu phải sống đạo và giảng đạo. Nếu giảng đạo mà không sống đạo thì nó phản tác dụng. Và nếu chúng ta sống đạo và giảng đạo
thì chắc chắn rằng những người nghe họ sẽ hiểu và họ sẽ tin. Bởi vì chúng ta nói quyền phép của tin lành, và họ cũng thấy quyền phép của tin lành được thể hiện qua nếp sống đạo của mỗi một người trong chúng ta. Do vậy sáng nay tôi chọn đề tài đó là bông trái Đức Thánh Linh. Căn cứ trên phần Kinh Thánh Galati chương 5 câu 13 cho đến câu 26 mà chúng ta đã đọc đối đáp chung với nhau. Và câu gốc là trong Galati đoạn 5 câu 22. Đây là câu Kinh Thánh ai cũng thuộc lòng cả. Và tôi muốn nhắc nhở cái điều này để ai nấy trong chúng ta thực sự sống đạo và truyền đạo. Khi chúng ta sống và thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, thì việc giảng đạo nó sẽ hiệu quả, làm cho người ta cảm động, người ta hiểu được sứ điệp chúng ta rao giảng, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng mà thể hiện qua chính nếp sống đạo của chúng ta là những con dân yêu dấu của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, khi tin Chúa, người tín hữu được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh cho biết rằng người nào không có Đức Thánh Linh thì người đó không thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta tin Chúa thì nhân đức tin của chúng ta, Đức Thánh Linh đã giáng lâm và Đức Thánh Linh sẽ bước vào đời sống của một người tin nhận Ngài. Nhưng mà từ khi chúng ta phó dâng đời sống của chúng ta để Ngài làm chủ đời sống của mình, thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và từ đó những bông trái của Đức Thánh Linh sẽ được biểu lộ ở trong đời sống của người tin Chúa đó. Trong hội đồng thẩm vấn tấn phong mục sư, thì các mục sư trong hội đồng thẩm vấn tấn phong khi thẩm vấn các vị mục sư nhiệm chức cầu phong mục sư, khi hỏi về vấn đề thần học thì có cái câu hỏi nó như thế này: bông trái của Đức Thánh Linh và ân tứ của Thánh Linh có khác biệt với nhau không? Thưa quý ông bà anh chị em, bông trái của Đức Thánh Linh và ân tứ của Đức Thánh Linh có khác biệt với nhau không? Thì đáp án chính xác phải được trả lời đó là trái Đức Thánh Linh nó khác biệt với ân tứ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giáng lâm để ban cho các con dân của Chúa ân tứ để có thể phục vụ Chúa. Nhưng mà trái của Đức Thánh Linh là nó thể hiện trong đời sống của những người tin Chúa để Chúa chủ trị đời sống của mình, và nó biểu lộ ra những cái nếp sống đạo, trong đó Galati chương 5 câu 22 mà chúng ta học sáng nay nói đến. Ân tứ Đức Thánh Linh được ban cho những cơ đốc nhân khác nhau vào những thời điểm khác nhau tùy theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 7 đến 11, nếu chúng ta đọc nghiên cứu thì chúng ta thấy điều đó. Tôi xin lặp lại: ân tứ Đức Thánh Linh được ban cho những cơ đốc nhân khác nhau vào những thời điểm khác nhau tùy theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Nhưng mà trái của Đức Thánh Linh được thể hiện ra bởi tất cả các cơ đốc nhân, cả trong hội thánh và trong đời sống cá nhân của mỗi cơ đốc nhân trong mọi lúc. Thế thì tôi và quý ông bà anh chị em là những con dân của Chúa, là những người tin Chúa, chúng ta cần phải thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh trong nếp sống đạo của chúng ta. Và ân tứ của Thánh Linh và trái của Đức Thánh Linh, điều nào là quan trọng và cần thiết hơn? Thưa quý ông bà anh chị em, trong hội thánh và trong đời sống cá nhân của chúng ta thì trái của Thánh Linh là điều quan trọng hơn và cần thiết hơn ân tứ Đức Thánh Linh. Hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh lớn, đông đúc và giàu có. Họ có nhiều ân tứ, nói tiếng lạ, nói tiên tri, làm phép lạ, vân vân. Tuy nhiên hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh không được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ có sự phân hóa, chia rẽ, bị vữa giữa vòng họ đầy dẫy những tín đồ xác thịt, tranh cạnh, đầy dẫy sự rối loạn ở giữa hội thánh. Vì vậy cho nên
bông trái của Đức Thánh Linh trong hội thánh, trong đời sống cá nhân chúng ta là điều quan trọng và cần thiết hơn là ân tứ của Đức Thánh Linh. Vì vậy sáng hôm nay căn cứ trên lời Chúa trong Galati chương 5 câu 13 đến 26, tôi và quý ông bà anh chị em cùng học hỏi lời Chúa với đề tài là bông trái của Đức Thánh Linh. Nhân ngày Đức Thánh Linh hôm nay cũng là ngày truyền giáo, để mỗi con cái của Chúa ai nấy trong chúng ta thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh trong hội thánh, thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của cá nhân của chúng ta. Và đó là một cái bài giảng tốt nhất, đó là phương cách truyền giáo hữu hiệu. Bởi vì nếu chúng ta giảng đạo mà không sống đạo thì nó phản tác dụng. Nhưng mà nếu chúng ta giảng đạo và sống đạo thì làm cho người ta có thể thấy được quyền năng phép lạ của tin lành, và từ đó thu hút họ để họ có thể đến với Chúa, tin thật Chúa và được sự cứu rỗi. Có bốn điều tôi muốn trình bày qua đề tài này. Thứ nhất là căn nguyên của bông trái Đức Thánh Linh. Thứ hai là sự cần thiết phải đơm bông kết trái Đức Thánh Linh. Thứ ba là bí quyết để có bông trái Đức Thánh Linh. Và thứ tư là hiệu quả của bông trái Đức Thánh Linh. Bây giờ trước hết chúng ta lướt qua phần thứ nhất để cùng học Kinh Thánh với nhau nhân ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm, cũng là ngày truyền giáo của hội thánh. Căn nguyên bông trái Đức Thánh Linh. Bông trái của Đức Thánh Linh đến từ đâu? Thưa quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa, căn nguyên của bông trái Đức Thánh Linh thứ nhất đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ cái nỗ lực cố gắng của con người chúng ta mà chúng ta có thể thể hiện được những bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Bông trái của Đức Thánh Linh, căn nguyên của bông trái Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong tiên tri Ô-sê chương 14 câu 8 có chép rằng: bởi ta mà sanh ra hoa trái các người. Lời Chúa phán như vậy: bởi ta mà sanh ra hoa trái các người. Theo lời Chúa ở đây thì Ngài muốn nhắc cho dân sự của Chúa nhớ rằng Ngài là đấng bảo vệ dân sự của Chúa, và Ngài cũng là đấng chu cấp cho họ. Và cái căn nguyên nguồn cội của trái chính là Đức Chúa Trời. Không bởi Đức Chúa Trời thì không thể nào sanh bông trái được. Một người bước đi trong sự tin cậy và tương giao với Đức Chúa Trời thì người đó sẽ đơm bông kết trái trong đời sống theo Chúa của mình. Vì Ngài là nguồn chu cấp mọi bông trái tốt lành. Vì vậy cho nên bông trái của Đức Thánh Linh nó chỉ có thể đến bởi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước đi trong sự tin cậy, trong sự tương giao với Đức Chúa Trời thì người đó sẽ đơm bông kết trái. Và thứ hai, căn nguyên bông trái của Đức Thánh Linh là đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Giăng chương 15 câu thứ tư, trong thí dụ về gốc nho và nhánh nho thì Chúa Giêsu đã phán dạy như thế này: nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta cũng không kết quả được. Ở trong Chúa có nghĩa là ở ngay chỗ hiện tại của mình. Vị trí của mỗi cơ đốc nhân là chúng ta được đặt ở trong Đấng Christ. Và trong nếp sống hàng ngày, người ấy ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa, như là nhánh nho nó gắn liền với gốc nho. Và khi nhánh nho nó gắn liền với gốc nho bằng cách rút toàn bộ sự sống và chất bổ dưỡng cho mình từ gốc. Chúng ta ở trong Đấng Christ bằng cách nào? Bằng cách tôi và quý ông bà anh chị em dành thì giờ để chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc, học và vâng giữ lời Kinh Thánh, chúng ta tương giao với Chúa và tương giao với dân sự của Ngài, và chúng ta luôn ý thức về cái mối liên hệ của mỗi chúng ta với chính mình Ngài như nhánh nho gắn liền với gốc nho, thì nó rút toàn bộ sự sống và chất bổ dưỡng cho mình từ gốc. Và khi chúng ta tiếp xúc liên tục như thế với Ngài thì chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, và Ngài ban cho chúng ta hay là cung ứng cho chúng ta nguồn sức mạnh, cũng như cung ứng cho chúng ta
năng lực của Ngài để rồi chúng ta có thể có bông trái, có kết quả trong đời sống của chúng ta. Nhánh có thể sanh trái khi ở trong gốc nho. Cả cách duy nhất để tín hữu trong hội thánh có thể đơm bông kết trái thánh linh là khi chúng ta tiếp xúc với Đấng Christ từng giây phút. Bởi vì chính Chúa của Thế Giê-xu là căn nguyên của bông trái Đức Thánh Linh. Vì vậy cho nên đời sống nào có giữ mối tương giao mật thiết với Chúa liên tục mỗi ngày trong đời sống của mình qua sự cầu nguyện, học kinh thánh, tương giao với Chúa hàng ngày, tương giao với những cơ đốc nhân khác, chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong đời sống và đời sống của cơ đốc nhân đó sẽ sanh được bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình bởi Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Phần thứ hai mà tôi nói ở đây, sự cần thiết phải đơm bông kết trái Đức Thánh Linh. Tại sao tôi và quý ông bà anh chị em con dân của Chúa phải đơm bông kết trái của Đức Thánh Linh? Thứ nhất, đó là vì ý muốn của Chúa. Ở trong Phúc Gioan Giang chương 15 câu 16 đó, Chúa Giê-xu đã phán dạy như thế này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Qua lời phán của Chúa Giê-xu ở đây, Ngài đã lựa chọn tôi và quý ông bà anh chị em là con dân của Chúa. Không phải là chúng ta chọn Ngài, nhưng mà Ngài đã chọn chúng ta, lập chúng ta để chúng ta đi và kết quả, hầu cho trái chúng ta thường đậu luôn. Chúa lựa chọn chúng ta để chúng ta đơm bông kết trái Thánh Linh trong đời sống của mình, để đời sống của chúng ta có kết quả. Nếu quý ông bà anh chị em con dân của Chúa là những người đã được Chúa yêu, Chúa cứu chuộc, Chúa lựa chọn chúng ta để làm gì? Để chúng ta đi và kết quả. Mà nếu đời sống theo Chúa chúng ta năm này qua năm khác mà chúng ta vẫn không kết quả thì chúng ta đã không đi đúng ý muốn của Ngài. Và hãy xét lại đời sống của mình, tại sao chúng ta lại không kết quả? Chúng ta có thực sự ở trong Chúa không? Một nhánh nho nó dính liền với gốc nho, nó nhận lấy, tiếp nhận cái sức sống, cái nhựa sống từ nơi gốc nho, thì cái nhánh nho đó tự nhiên nó sẽ kết quả. Mà nếu một đời sống theo Chúa mà không kết quả thì chúng ta hãy tự xét chúng ta có đi đúng ý muốn của Chúa không? Mình có thật sự ở trong Chúa không? Đấy là điều chúng ta cần suy nghĩ. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 2 thì Chúa Giê-xu cũng phán: nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Đấy là điều Chúa Giê-xu muốn đời sống của mỗi con dân của Ngài. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, thật sự ở trong Chúa thì đời sống chúng ta phải đơm bông kết trái Thánh Linh. Chúng ta phải có kết quả trong đời sống theo Chúa của mình. Lý do duy nhất cho sự hiện hữu của chúng ta sau khi chúng ta tin Chúa là chúng ta phải kết quả. Ân phúc của Chúa không thể đi đôi mãi với sự vô kết quả được. Ở trong Luca chương 13 câu 6 đến câu 9, Chúa Giê-xu đã phán một cái thí dụ như thế này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Chúa luôn luôn muốn tìm kiếm cái kết quả trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự là người ở trong Chúa, Chúa ở trong chúng ta, Đức Thánh Linh cư trú trong đời sống chúng ta, nếu thật sự chúng ta phó dâng đời sống mình tận hiến cho Chúa thì đời sống đó chắc chắn sẽ có kết quả. Mà nếu chúng ta không kết quả thì ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ không hài lòng về đời sống của người đó. Và chắc chắn rằng những người đó chỉ chọn chỗ vô ích mà thôi.
không ích lợi gì cho công việc Chúa, và chắc chắn đến một lúc nào đó Chúa sẽ đốn. Dân Israel họ đã được Chúa lựa chọn thuộc tuyển dân về Chúa, nhưng mà họ đã không kết quả, và Chúa đã hình phạt họ bởi vì cớ họ đã hưởng được ơn lành của Ngài, được Chúa lựa chọn là một tuyển dân của Chúa, nhưng mà họ lại không kết quả. Mỗi một người trong chúng ta được Chúa yêu, Chúa cứu chuộc. Tôi và quý ông bà anh chị em phải kết quả trong đời sống của chúng ta. Mỗi con dân của Chúa nhờ ơn Chúa cầu nguyện để chúng ta có thể mỗi người trong cuộc đời của mình ít nhất cũng dẫn đưa được một người đến với Chúa, tin thờ Chúa và được sự cứu rỗi. Đó là cái kết quả mà Chúa muốn thấy trong đời sống chúng ta. Hay là trong đời sống chúng ta ít nhất chúng ta cũng thể hiện những bông trái của Đức Thánh Linh. Qua đó những người khác có thể nhìn đời sống của chúng ta mà họ có thể thấy được tin lành cứu rỗi, tin lành quyền năng để họ có thể đến với Chúa, tin thờ Chúa và được sự cứu rỗi. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa Jesus Christ luôn mong đợi quý ông bà anh chị em đơm bông kết trái trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta. Và cái sự cần thiết phải đơm bông kết trái Thánh Linh đó, bởi vì đó là bằng cớ của sự chết bản ngã. Lời Chúa Giêsu phán trong Giăng chương 12 câu 24 như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng cứ chết đi thì kết quả được nhiều. Nếu bản ngã và cái tôi của chúng ta không chết thì chúng ta chỉ sản sinh những bông trái của xác thịt mà thôi. Và nếu thật sự cái tôi bản ngã hữu hạn của chúng ta chết đi thì chắc chắn chúng ta sẽ đơm bông kết trái Đức Thánh Linh. Vì vậy khi chúng ta không kết quả, chúng ta hãy suy xét chúng ta đã chết cái bản ngã của mình chưa. Cũng như hột giống lúa mì kia nếu chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng chết đi thì kết quả được nhiều. Nếu thật sự bản ngã chúng ta chết thì chúng ta sẽ có kết quả. Mà nếu chúng ta chẳng chết bản ngã thì chúng ta không thể nào đơm bông kết trái Thánh Linh được. Và trong đời sống của những người đó có những cái bông trái của xác thịt, đó là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa mê uống, cùng các sự khác giống như vậy. Ngày nay tại sao có những vấn đề trong hội thánh? Bởi vì có những tín hữu chưa chết bản ngã. Ngày nay tại sao hội thánh không phát triển? Bởi vì có những tín hữu tin Chúa nhưng mà không để Đức Thánh Linh chủ trị, họ không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên đời sống của họ chỉ đơm bông kết trái xác thịt và đầy dẫy sự hỗn loạn. Hội thánh không được phước, không trọn cái sứ mạng mục đích Chúa đặt để hội thánh. Hội thánh chỉ tranh chấp nhau, đầy dẫy sự khó khăn mà không nhắm cái mục đích cao trọng, sứ mạng quan trọng mà Chúa đặt để hội thánh trên trần gian này, là giảng tin lành, đưa người khác đến với Chúa để họ được sự cứu rỗi. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em, khi một người chết bản ngã của mình thì chắc chắn người đó sẽ đơm bông cái trái Thánh Linh. Mà nếu người nào không đơm bông cái trái Thánh Linh trong đời sống theo Chúa của mình thì người đó còn sống ở trong cái xác thịt và không đẹp lòng Đức Chúa Trời và không kết quả, và danh Chúa không thể vinh hiển qua người đó. Và điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây, bí quyết để có bông trái Đức Thánh Linh. Làm sao tôi và quý ông bà anh chị em có thể đơm bông kết trái Đức Thánh Linh trong đời sống theo Chúa của mình? Có hai điều mà tôi nói ở đây. Thứ nhất là kể mình đã chết về tội lỗi. Trong Roma chương 6 câu 11, sứ đồ Phaolô đã giải thích điều này như thế này: vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi một người trong chúng ta hãy coi mình như chết về tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chịu chết
trên cây thập tự, Ngài mang lấy tất cả mọi tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài, chịu đóng đinh trên cây thập tự. Và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự, thì khi chúng ta tin Ngài, đặt mình ở trong Ngài, thì điều gì xảy ra cho chính mình Ngài cũng xảy ra cho đời sống của chúng ta. Và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự là lúc mà cái tôi, bản ngã hữu hạn của chúng ta cũng đã đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Giêsu rồi. Và khi Chúa Giêsu chết sống lại, thì chúng ta cũng sống lại với Chúa trong một đời sống mới. Các anh chị em đã chịu thánh lễ báp têm trong Chúa Nhật vừa qua, 39 anh chị em đã chịu thánh lễ báp têm, chắc hiểu được điều này. Khi dìm mình xuống nước là kể mình đồng chết, đồng chôn đời sống cũ trong Chúa cụ thể. Và khi mình ra khỏi nước có nghĩa là mình sống lại một đời sống mới trong Chúa cụ thể Giêsu. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Các anh chị em hãy coi rằng mình đã chết về tội lỗi. Tội lỗi không còn cai trị trên anh em nữa. Và bây giờ anh em sống và theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có Đức Linh chủ trị và chúng ta bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày. Rồi, thứ hai đó, nhờ Đức Thánh Linh mà sống. Galati chương 5 câu 25. Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh. Hãy dâng đời sống mình cho Chúa làm chủ đời sống của mình. Sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài để tiếp nhận năng lực từ nơi Thánh Linh của Ngài để có thể sống đời sống đắc thắng làm vinh hiển danh của Chúa. Và điều cuối cùng là điều thứ tư, hiệu quả của bông trái Đức Thánh Linh. Bông trái của Đức Thánh Linh được sản sinh như tôi đã trình bày, không phải bởi việc làm hay là nỗ lực của chúng ta, nhưng bởi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta năng lực để có thể sống đạo, và Ngài ban cho chúng ta quyền phép để chúng ta có thể giảng đạo. Và giảng đạo và sống đạo là hai điều rất là cần thiết trong nếp sống của một Cơ Đốc nhân. Giảng và sống để người khác có thể thấy được quyền năng của Tin Lành trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta giảng đạo mà không sống đạo, không hiệu quả, phản tác dụng. Tôi nhớ khi tôi làm chứng cho những người chưa tin Chúa đó, họ nghe phúc âm họ rất là cảm động, họ muốn đến với Chúa, nhưng mà cuối cùng rồi họ bị cám dỗ một điều đó. Họ nói nhưng mà cái anh ở bên nhà tôi đó, anh cũng là Tin Lành, cũng tin Chúa, nhưng mà tôi thấy cái nếp sống của anh cũng chẳng khác biệt gì tôi. Như vậy thì tôi tin Chúa cũng đâu có hơn gì đâu. Thế thì anh không chịu tin Chúa. Và cho mãi đến khi ảnh qua đời luôn, tôi rất là buồn vì anh ấy rất là hiền hòa, về đạo đức con người tốt. Và anh ở gần bên nhà tôi, ở quê. Nhưng mà tôi làm chứng cho anh và bày tỏ nếp sống đạo cho anh thấy, và làm chứng rất là cụ thể rõ ràng. Anh gần bước đến cái chỗ tin Chúa rồi, nhưng mà rồi anh suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh lại là không tin Chúa. Rất là buồn, bởi vì cái người gần bên anh, những người bạn hữu của anh cũng là tín đồ, nhưng mà lại không thể hiện bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống, vẫn sống như là một người thế gian, chẳng khác gì người thế gian. Cho nên điều đó không thu hút anh để anh quyết định tin Chúa, bởi vì khi tin Chúa phải có một cái gì đó khác biệt. Đấy là điều đáng tiếc. Cho nên một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì người đó sẽ bày tỏ bông trái Đức Thánh Linh trong chính đời sống của mình như chính khuôn mẫu của Đấng Christ. Và trong Galati chương 5 22, đây là câu kinh thánh ai cũng thuộc cả. Trong Galati 5 22 thì liệt kê trái của Đức Thánh Linh có chính phẩm hạnh hay là chính mùi vị như một đơn vị độc nhất của một trái. Chính trái Thánh Linh không phải đây là chính trái liên biệt, nhưng mà đó là chính cái phẩm hạnh hay là mùi vị như là đơn vị của một trái duy nhất, và được chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là đặc điểm nội tâm bao gồm có yêu thương, vui mừng, bình an. Thứ hai là đặc điểm trong mối quan hệ xã hội là nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Và thứ ba là đặc điểm về nguyên tắc sống, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có Đức Thánh Linh chủ trị trong đời sống và đầy dẫy Ngài, thì người đó sẽ sanh ra những bông trái của Đức Thánh Linh, tức là những cái
phẩm hạnh sẽ được bày tỏ qua chính nếp sống đạo của người đó, trong cuộc đời của người đó, hay là chính cái mùi vị của đơn vị độc nhất của một trái. Đó là yêu thương, đó là đặc điểm nội tâm yêu thương, vui mừng, bình an. Đây là trong nguyên văn Hy Lạp, yêu thương này là agape, đây là tình yêu thiên thượng, một đức tánh của Đức Chúa Trời đang ngự trị ở trong lòng. Một người được thể hiện bông trái đức tin, người đó sẽ rõ nét nhất là cái tình yêu thương. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là thực thể hóa tình yêu của Ngài, như Giăng đoạn 3 câu 16. Rồi Đức Thánh Linh là tình yêu thương. Cho nên trái đầu tiên đó là tình yêu thương. Một người không có tình yêu thương, người đó không giống như Đức Chúa Trời, không giống Chúa Giê-xu Christ, và người đó chẳng phải là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thể hiện nếp sống đạo của mình. Cho tình yêu thương là điều quan trọng nhất, và đặc điểm của một người thể hiện bông trái đức tin trong đời sống mình là yêu thương, tức là quan tâm và tìm kiếm ích lợi cao nhất cho người khác, không vì tư lợi. Người đó thể hiện cái tình yêu thương trong đời sống của mình. Thứ hai là vui mừng. Vui mừng là cảm xúc vui sướng đặt trên tình yêu, ân điển, phước lành và các lời hứa về, và sự gần gũi của Đức Chúa Trời. Và đây là một cái thứ hạnh phúc, không phải là thứ hạnh phúc của thế gian, nhưng là sự vui mừng sâu sắc, vui mừng ngay những lúc hoạn nạn khó khăn, những thử thách. Như là sứ đồ Phaolô đã khuyên các tín hữu tại hội thánh Philip, trong Philip đoạn 4 câu 4: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Một người thể hiện bông trái Đức Thánh Linh, đó là người đó có một cái niềm vui mừng vượt quá mọi hoàn cảnh. Vui mừng ngay trong hoạn nạn, trong thử thách, người đó vẫn có cái niềm vui của Chúa vượt qua mọi hoàn cảnh. Rồi bình an là sự bình an trong lòng, trong tâm trí, dựa trên nhận thức rằng mọi việc giữa người đó và Cha trên đời đều tốt lành. Đây là sự bình an của Đức Chúa Trời làm thỏa mãn hoàn toàn mọi linh hồn. Không phải sự bình an giống như sự bình an của thế gian. Họ được cái sự bình an của Chúa ban cho, và sự bình an đó giúp cho họ có thể bình an giữa mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Rồi đặc điểm trong mối quan hệ xã hội là nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Nhịn nhục hay là kiên nhẫn, kiên trì. Đây là sự bền bỉ, chịu đựng, kiên trì. Không vội, giận dữ hay là thất vọng. Là sự bền đổ trong sự thử thách và khó khăn. Và cũng có nghĩa là thông cảm và hiểu cho anh em mình. Rồi nhân từ ở đây là bao dung, tức là không muốn làm tổn thương hay gây đau đớn cho bất cứ ai. Và nhân từ ở đây cũng có nghĩa là có lòng thương xót và tha thứ. Một người biểu lộ cái bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, người đó nhịn nhục, nhân từ, người đó không bao giờ muốn gây tổn thương cho bất cứ người nào, gây đau đớn cho bất kỳ ai. Người đó luôn có lòng nhân từ, thương xót, sẵn sàng để mà tha thứ. Rồi hiền lành hay là lòng tốt hay là từ thiện, người đó luôn tìm kiếm cơ hội để làm tốt cho mọi người, chứ không phải tìm cách để bắt bẻ, gây khó khăn, chỉ trích. Không phải là thổi lông vạch lá tìm sâu, thổi lông tìm vết. Người đó luôn luôn tìm kiếm cơ hội làm điều tốt cho mọi người. Đấy là một người hiền lành, thể hiện bông trái Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Đặc điểm về nguyên tắc sống là có ba điều: là trung tín, mềm mại, tiết độ. Trung tín có nghĩa là đáng tin cậy, tức là lòng trung thành bền vững, không hề lay chuyển đối với người mà mình đã gắn kết bằng lời hứa. Có nghĩa là trung thành, có thể tin cậy được. Người đó luôn luôn là không lay chuyển, giữ lời hứa, luôn tin cậy được. Đấy là một người biểu lộ bông trái Đức Thánh Linh. Mềm mại hay là khiêm nhu có nghĩa là sự dịu dàng, không chỉ trong cách cư xử bên ngoài mà có tinh thần mềm mại bên trong. Nó giống như là cái sự khiêm nhường. Một người thể hiện bông trái Đức Thánh Linh luôn là mềm mại, dịu dàng ở trong cách cư xử của mình. Rồi tiết chế, tức là làm chủ được ham muốn và đam mê của mình, bao gồm sự chung thủy với lời thề nguyện trong hôn nhân cũng như trong trắng. Cũng là điều độ trong ăn uống, sinh hoạt. Tiết độ hay là tiết chế nó cũng có nghĩa là đặt cái bản ngã cũ của chúng ta dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh.
Và mùi vị của Đức Thánh Linh hoàn toàn trái ngược với công việc tự nhiên xấu xa của thác tiệt, như chúng ta đã đọc phần Kinh Thánh nền tảng. Đấy là điều mà chúng ta cần có bông trái Thánh Linh trong đời sống của mình. Kết lại, chúng ta thấy trong Dân Số Ký đoạn 13, khi Môi-se A-rôn sai 12 thám tử vào xứ Canaan, thì họ đến xứ Canaan, họ thấy được đất đó thật sự là một xứ đượm sữa và mật. Và để minh chứng cho đất Canaan là đất đượm sữa và mật, thì các thám tử đã mang về trái cây của xứ đó, có một nhành nho, có chùm nho, hai người khiêng. Như trong Dân Số Ký chương 13, 25, 7 về họ đã báo cáo hay là tường trình lại cho lãnh tụ Môi-se, A-rôn và cả dân sự. Các người đó do thám sứ trong 40 ngày trở về, tới rồi bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội Israel trong đồng vắng Pha-ran tại Ca-đen mà thuật lại cho hai người và cả hội chúng nghe và đưa cho họ xem qua quả của sứ. Vậy các người ấy thuật lại Môi-se rằng: chúng tôi đến sứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật một sứ đượm sữa và mật đầy hoa quả sứ đó đây. Để minh chứng rằng xứ Canaan thật sự là xứ đượm sữa và mật, họ đã đem hoa quả của xứ Canaan về để phúc trình lên lãnh tụ Môi-se, A-rôn và cả dân sự với một cái chùm nhành nho, có chùm nho, hai người kia, để minh chứng rằng xứ đó thật sự là xứ đượm sữa và mật. Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 33: vì xem trái thì biết cây. Để chứng tỏ mỗi một người trong chúng ta thật sự có Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì cái bông trái của nó minh chứng cho điều đó. Các thánh đồ trong Tân Ước đơm bông kết trái Thánh Linh trong đời sống của mình, chứng tỏ rằng họ thật sự được tái sanh. Và trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em con dân của Chúa, chúng ta phải bày tỏ những bông trái Đức Thánh Linh trong nếp sống đạo hàng ngày của chúng ta để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và qua đó người khác có thể nhìn thấy hội thánh của Chúa ở đây thật sự là một hội thánh đầy dẫy bông trái của Đức Thánh Linh. Và bất kỳ ai đến đây, dầu chúng ta chẳng nói nhiều về tin lành, nhưng mà họ thấy được tin lành một cách rõ ràng qua nếp sống đạo của chúng ta được thể hiện ở trong hội thánh và trong nếp sống cơ đốc nhân của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em ở lời Chúa sáng nay. Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em luôn luôn đơm bông kết trái Thánh Linh trong đời sống của mình. Quý ông bà anh chị em hãy suy xét trong đời sống quý ông bà anh chị em có đơm bông kết trái Đức Thánh Linh không? Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để thật sự ai nấy trong chúng ta đơm bông kết trái Đức Thánh Linh, để qua đó danh Chúa được vinh hiển, hội thánh được phát triển.